Bí Phượng xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu ngày 20 tháng 9 năm 2019. Đến với bản tin Hoa thành Đốn gồm có bản tin phân tích và vai trò phụ huynh bên cạnh học đường. Để mở đầu, Bí Phượng có mời quý vị theo dõi bản tin phân tích với Nam Anh. Đến với nhận định và phân tích thời sự Việt Nam hôm nay, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi trích đoạn bài Cộng sản Việt Nam không có đồng minh do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Mỗi ngày qua đi là thêm một ngày nhà nước Cộng sản Việt Nam mất chủ quyền và không có đồng minh ở Biển Đông. Bằng chứng này đang xảy ra từ khi Trung Quốc đem tàu khảo sát dầu khí Hải Dương 8, có các tàu hải quân và hải giám võ trang hộ tống vào tìm dầu bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời đe dọa dự án đào dầu chung giữa Việt Nam Nga và Ấn Độ ở khu vực Bãi Tư Chính, cách Vũng Tàu khoảng 370 cây số hướng Đông Nam. Việt Nam đã nhiều lần phản đối Trung Quốc và đòi rút Hải Dương Tám và các tàu hộ tống, nhưng Trung Quốc không chỉ làm ngơ mà còn tự ý ra vào vùng biển của Việt Nam, có lần chỉ cách Bình Thuận 185 cây số như vào sân nhà mình. Lực lượng cảnh sát biển và hải quân Việt Nam đã có mặt để một mặt theo dõi hoạt động của Hải Dương 8, mặt khác bảo vệ các dàn khoan dầu của mình. Tuy nhiên, thông tin về các hoạt động của đôi bên không được loan báo nên không ai biết diễn biến ra sao. Năm 2014, Trung Quốc đã đem dàn khoan Hải Dương 981, Hải Dương 981 vào trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, 200 hải lý tính từ bờ biển để tìm dầu Vị trí này cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Nam, khoảng 120 hải lý, hay lối 220 cây số về hướng đông và đứng nguyên ở đó từ ngày 1 tháng 5 2014 đến ngày rút lui 16 tháng 7 2014. Vì vào thời điểm này, Trung Quốc chưa tân tạo xong thành đảo bãi đá chữ thập. Nên biết, sau cuộc tấn công chiếm đóng và thảm sát 64 quân sĩ Việt Nam ở Gạt Ma Trường Sa ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc đã chiếm thêm các đá châu viên, chữ thập, ga vân, tư nghĩa, vành khanh và su bi. Sau đó, Trung Quốc đã tân tạo các vị trí chiếm đóng thành đảo nhân tạo với sân bay, bến cảng, trại đóng quân, hệ thống phòng không radar và một số đài khí tượng và hải đăng. Vì vậy, lần này Hải Dương 8 tự ý rút khỏi tư chính lần thứ nhất ngày 7 tháng 8 năm 2019 về nghỉ ngơi và nhận tiếp liệu ở bãi chữ thập ở phía Bắc rồi quay lại tư chính ngày 13 tháng 8 năm 2019. Sau đó, Hải Dương 8 lại lần mò vào sâu trong vùng biển Bình Thuận rồi lại trở về tư chính. Các tàu võ trang hộ tống của Trung Quốc đi theo Hải Dương 8 cũng đã thay phiên nhau quay về chữ thập để lấy tiếp liệu rồi lại quay xuống tư chính mà không bị tàu Việt Nam ngăn cản. Vị trí của chữ thập do đó đã biến thành điểm cầu nối chiến lược quan trọng giữa tư chính và căn cứ hải quân và tàu ngầm của Trung Quốc ở đảo Hải Nam ở phía Bắc trong khoảng cách ngót 2.000 cây số. Vậy Trung Quốc đã biến đá chữ thập thành căn cứ quân sự như thế nào? Báo Thanh Niên viết, Tính đến tháng 5 2015, đảo nhân tạo đã có diện tích khoảng 280,3 hecta với chiều dài khoảng 3.700 m, rộng nhất là 1.100 m, hẹp nhất là 60 m. Và hồ nhân tạo ở phía đông bắc diện tích khoảng 52 hecta với luồng dẫn vào khoảng 700 m, rộng 270 cộng với 300 m. Đến nay thì căn cứ chứ thập đã hoàn tất với cụm 7 nhà lớn ở khu vực trung tâm cao 5-6 tầng và 30 công trình nhà trung bình nhỏ khác, một đường băng sân bay dài hơn 3 m rộng 50m, phục vụ các loại máy bay vận tải dân dụng, quân sự, du lịch loại nhỏ, cất hạ cánh, các đài chỉ huy không lưu, tháp radar không lưu và khoảng 30 nhà chứa máy bay dọc đường băng. Đặc biệt tại đá chữ thập phía Trung Quốc, xây dựng hệ thống công trình ngầm rất lớn và chính cầu tàu đảm bảo đón nhận tàu trọng tải hàng vạn tấn. Do đó, căn cứ lớn nhất và quan trọng nhất ở trường Sa nên phía Trung Quốc triển khai nhiều hệ thống, phương tiện bảo vệ. Các tàu thuyền nào vào gần đá chữ thập 12 hải lý đều bị xua đuổi, ngăn cản quyết liệt. Thanh niên ngày 13 tháng 6, 2019. Bách Khoa Toàn Thư viết thêm, đặc biệt là việc xây dựng một đường băng dài 3.125 m và rộng 60 m là đường băng duy nhất đủ lớn cho máy bay ném bom chiến lược tại Trường Sa, cho phép quân đội Trung Quốc bao quát không phận rộng lớn từ Tây Thái Bình Dương gồm cả Guam, nơi có các căn cứ của Mỹ, đến Ấn Độ Dương, tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Pacom, đô đốc Harry Harris cho biết, hiện các vỉa đá ngầm mà Trung Quốc chiếm giữ và xây dựng trái phép ở Biển Đông nhìn giống hệt các căn cứ cho máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, tàu và hoạt động do thám. Như vậy, rõ ràng Trung Quốc đã sử dụng chữ thập qua vụ tư chính như một phép thử cho khả năng quân sự để đe dọa an ninh Biển Đông và riêng Việt Nam ở phía cực Nam của hình lưỡi bò tự vệ của Bắc Kinh nhằm giành chủ quyền 90% của diện tích trên 3 triệu cây số vuông ở Biển Đông. Đảng Cộng sản Việt Nam ngậm miệng ăn tiên. Vì vậy, khi tình hình tư chính sau hơn 2 tháng Hải Dương 8 và các tàu quân sự của Trung Quốc ra vào biển đảo của Việt Nam như đi chợ mà không thấy Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hành động gì, thì rất nhiều thức giả trong và ngoài nước đã bắt đầu hoài nghi về khả năng đối phó với Bắc Kinh của ông Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã có nhiều ý kiến đề nghị chính phủ Việt Nam phải cương kiếp bảo vệ chủ quyền bằng mọi giá và phải dứt khoát một lần với Trung Quốc thay vì đại cục theo ý muốn của Trung Quốc mà để bị nắm tóc phục tùng. Một số bài viết của những người nổi tiếng như các ông Hà Sĩ Phu, Nguyên Đại sứ Nguyễn Trung, Giáo sư Chu Hảo, Giáo sư Tương Lai, Giáo sư Nguyễn Đình Cống, vân vân đã kêu gọi lãnh đạo đảng và nhà nước hãy can đảm vượt qua chính mình và đặt quyền lợi tổ quốc lên trên quyền lợi của đảng và quyền lợi của cá nhân để thoát vòng nô lệ phương Bắc biển của việt nam mà họ bảo là của họ yêu cầu cùng khai thác theo luận điều đó thì việt nam mất biển mà mất biển đông là mất nước phần còn lại nhỏ hẹp không gian sinh tồn của dân tộc mất đi hơn một nửa lục địa bị bao vây tứ bề phần tài nguyên khoáng sản lớn và quý giá nhất bị cướp hết không còn cửa để ra đại dương cái mà rất nhiều quốc gia đều cần đến để thành cường quốc hàng không cũng mất tự do. Còn cháu muôn đời sẽ bị ô ép và lệ thuộc họ đủ điều. Mất lần này là mất hẳn, mãi mãi không bao giờ đòi lại được. Niềm tự hào về lịch sử bất khuất của một dân tộc văn hiến cũng sẽ mờ nhạt và sẽ bị tan biến. Đất nước anh hùng chỉ còn lại một cái xác như một mảnh nhỏ vô hồn, một dân tộc sẽ phải Tục hậu, tủi nhục và đau đớn. Quá khứ ông Trọng riêng ông Nguyễn Phú Trọng thì bài học Hải Dương 981 đã để lại bản lĩnh u lì của ông khi ông tự khoe với cử tri Hà Nội ngày 8 tháng 12 2015, ông nói trên biển Đông, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế dẫn đến hàng loạt vấn đề bất ổn. Tuy nhiên, về đại thể, Việt Nam vẫn giữ được ổn định, an sinh xã hội thậm chí được cải thiện đường xá xây mới, nhiều trung tâm lớn, nhiều cao ốc bọt lên. Năm 2015, GDP ước đạt 6,5% vượt mức đề ra. Từ khi lên cầm quyền năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng đã chứng minh là người trung thành với Bắc Kinh để đảng Cộng sản Việt Nam được tồn tại bằng mọi giá. Ông Trọng sẽ không thay đổi vì ông không có can đảm vượt qua chính mình để ngẩn mặt nhìn vào tương lai. Do đó, ông rất khó để có đồng minh và sẽ mãi mãi là người cô đơn trong tư duy của một nhà độc tài. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Cộng sản Việt Nam không có đồng minh do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Nam Anh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và không quên cảm ơn nhà báo Phạm Trần. kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngừng trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần 2 trong phần thông báo và quảng cáo.